Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào ngày mới của STV. Năm học 2024-2025 đã cận kề, do ảnh hưởng của mưa lũ nên nhiều trường học bị ảnh hưởng. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã và đang hoàn thiện các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị dạy và học, sẵn sàng cho năm học mới với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện. Chúng tôi sẽ đề cập nội dung này trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ là phần tin tức. Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết trong dự thảo trình Chính phủ ngày 21 tháng 8, cơ cấu biểu giá điện được đề xuất giảm từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Trong đó bậc 1 từ 0 đến 50 kWh được nâng lên thành 0 đến 100 kWh. Trong Nghị định 28 sửa đổi lần này, Bộ đang đề cập điều chỉnh khung giá của các đối tượng sản xuất cũng như kinh doanh, sinh hoạt để tiệm cận gần hơn. Một số ngành sản xuất sẽ được điều chỉnh tương xứng với biểu giá trong lĩnh vực dịch vụ, sinh hoạt để bảo đảm không bù chéo. Về thuế giá trị gia tăng VAT trong hóa đơn tiền điện, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đây là quy định của luật thuế được đáp ứng với mọi hàng hóa khi giao dịch. Theo thống kê tính đến nửa cuối tháng 8, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 37 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay lên hơn 440 tỷ đô la Mỹ. Từ nay đến cuối năm, nếu giữ vững con số 70 tỷ đô la Mỹ trong một tháng, kinh mạch xuất nhập khẩu của cả nước có thể đạt 790 tỷ đô la Mỹ, là con số kỷ lục từ trước đến nay. Dự báo này được cho là khả quan khi thời điểm cuối năm, nhu cầu hàng hóa của hầu hết các thị trường đều tăng để kinh mạch xuất nhập khẩu tăng lên. Tín chỉ carbon lúa sẽ thu được từ canh tác lúa chất lượng cao kết hợp giảm phát thải. Để bán được tín chỉ carbon lúa, người trồng lúa không đốt rơm rạ, tăng lượng phân bón sinh học, giảm lượng phát thải khí methane và tạo ra carbon thấp từ trồng lúa. Năm 2023, Việt Nam đã bán 10,3 triệu tấn CO2 với giá 5 đô la Mỹ mỗi tấn, thu về gần 1.250 tỷ đồng. Chuyên gia đánh giá với dự án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giá trị tín chỉ carbon có thể đạt tới 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Hiện Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai tín chỉ carbon cho lúa. Nếu tín chỉ carbon được mua với giá cao thì nông dân sẽ có thêm thu nhập khi họ tuân thủ quy trình giảm phát thải. Được sự ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La về tín dụng chính sách, thời gian qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La luôn đồng hành sát cánh với hội viên để đưa nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến với phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nòng cốt là các tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức lựa chọn đối tượng cho vay, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội về đối tượng thụ hưởng vốn, mục đích sử dụng vốn, thời hạn vay, trách nhiệm trả nợ, chương trình cho vay mới, làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, rà soát các tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện bình xét duyệt cho vay công khai, sát đối tượng, mức vay và thời hạn vay phù hợp với từng chương trình dự án sản xuất kinh doanh của hộ vay. Đến nay các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh duy trì 960 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 1.595 tỷ đồng cho trên 32.370 hộ hội viên vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người dân, các xã nông thôn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững là mục tiêu cơ bản trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La thời gian qua. Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng cao biên giới. Các gia đình văn hóa là hạt nhân nòng cốt, tích cực gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh nơi công cộng, thường xuyên tham gia luyện tập văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa ngày một tăng, chất lượng phong trào ngày càng được chú trọng và nâng cao. Đến nay số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 82,1%. Đến nay toàn tỉnh có 75,1% số bản tiểu khu tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa và có 109 trên 188 xã đạt tiêu chí số 16 văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tới đây, tại huyện Mộc Châu sẽ diễn ra tuần văn hóa du lịch mang chủ đề Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu.
đây là năm thứ hai địa phương được đăng cai tổ chức các hoạt động tuần văn hóa du lịch với quy mô cấp tỉnh. Với các hoạt động đặc sắc hấp dẫn như chương trình nghệ thuật Đám say đêm hò hẹn được tổ chức vào tối ngày 1 tháng 9 kèm với công bố đô thị Mộc Châu đạt đô thị loại 4, công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho ba di sản, lễ hội cầu mưa của người Thái Trắng, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Sao Tiền, nghi lễ mò mường của dân tộc Mường, hội chợ kết nối tiêu thụ xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn, hoạt động cộng đồng đường phố, chạy văn hóa các dân tộc, hoạt động ẩm thực, thi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và văn hóa cộng đồng với chủ đề bảo tồn di sản tinh hoa bản sắc. Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2024 được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với các doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế, truyền thông quảng bá xúc tiến Mộc Châu, điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới, xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng của du lịch Mộc Châu, thu hút nhà đầu tư có năng lực phát triển các dịch vụ du lịch, xây dựng Mộc Châu trở thành khu du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc, là điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Quý vị vừa theo dõi phần tin, tiếp tục chào ngày mới sáng nay, chúng ta đến với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 cách đây một tháng đã khiến nhiều hộ dân của bản Phiêng Nghè, xã Triềng Đen, thành phố Sơn La chìm trong biển nước. Một số điểm trường cũng bị chìm sâu do mưa lũ. Ngay sau khi nước rút, các điểm trường học đã khẩn trương thu dọn, khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị cho năm học mới. Điểm trường Phiêng Nghè của trường tiểu học Triềng Đen, xã Triềng Đen, thành phố Sơn La nằm ở khu vực đầu của ngập úng. Lũ đã khiến cánh cổng trường bị đổ sập. Những ngày này, nước đã bắt đầu rút, nhưng dấu vết của lũ vẫn hằn sâu trong những bức tường đã ngấm nước cả nửa tháng trời. Nước dâng đến ổ khóa và nó cao hơn tràn vào lớp học. Đã huy động toàn thể nhà trường và người dân trong bản mang bàn ghế để gửi ở nhà dân ạ. Năm học 2024-2025, điểm trường Phiêng Nghè có 2 lớp học với gần 30 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương, người dân, phụ huynh học sinh khắc phục hậu quả thiên tai. Việc vệ sinh lớp học, dọn dẹp bùn đất, sửa chữa đồ đạc đã được diễn ra từ nhiều ngày nay để kịp chuẩn bị đón năm học mới. Phụ huynh và gia đình đã cùng nhau dọn dẹp cái nhà trường để cho đảm bảo cho các học sinh vào năm học mới. Trong thời gian tới, nếu có mưa lớn kéo dài khiến nước tiếp tục ngập cao trong các lớp học, nhà trường đã sẵn các phương án để ứng phó với các tình huống xảy ra, đảm bảo ngày 5 tháng 9 tới đây, các em học sinh vẫn sẽ được đi khai giảng bình thường. Chịu cái gánh nặng rất là lớn sau cái hậu quả của thiên tai, tuy nhiên là tất cả toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã rất nỗ lực để thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường cũng như là đảm bảo cơ sở vật chất để cho các con tiệu trường đúng quy định. Với sự nỗ lực của nhà trường và toàn thể nhân dân, thầy và trò điểm trường Phiêng Nghè, trường tiểu học Triềng Đen, xã Triềng Đen, thành phố Sơn La sẽ được đón năm học mới đúng kế hoạch như các địa phương khác trong cả nước. Vâng, hy vọng với sự vào cuộc nỗ lực của ngành giáo dục, cấp ủy chính quyền các cấp, thầy và trò các trường học ở vùng chịu thiệt hại bởi thiên tai vừa qua trong tỉnh sẽ đón năm học mới đúng kế hoạch như các địa phương khác trong cả nước. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều đường dây mua bán dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam đã bị phát hiện xử lý. Số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập mua bán trái phép phát hiện được lên tới hàng nghìn gigabyte dữ liệu, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ nhạy cảm. Năm ngoái, Bộ Công an đã chủ động phát hiện, điều tra, xác minh 16 vụ việc lộ, mất, giao bán thông tin, bí mật nhà nước và dữ liệu nội bộ trên không gian mạng. Tuy vậy, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân vẫn diễn ra tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Và theo các chuyên gia bảo mật thông tin, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, có tới 13 triệu bản ghi dữ liệu bị giao bán ở Việt Nam. Sau cú sập của các chợ đen khét tiếng, giới mua bán dữ liệu dần chuyển sang ứng dụng OTT, sử dụng công cụ chatbot để thực hiện giao dịch. Các đối tượng giao bán dữ liệu hoạt động với độ ẩn danh cao, phương thức thanh toán hoàn toàn bằng tiền mã hóa, nên rất khó truy vết. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chỉ mất chưa tới 1 đô
Ngay sau khi nhập số điện thoại vào chatbot trên Telegram thì tôi đã nhận được tin nhắn trả về gồm hàng loạt các trường thông tin liên quan đến chủ sở hữu số điện thoại đó như là số căn cước công dân, ngày sinh, quê quán, link Facebook và thậm chí là còn có thể tra cứu tài khoản ví điện tử, biển kiểm soát xe, hóa đơn tiền điện hàng tháng hay tài khoản mạng xã hội và rất nhiều những thông tin cá nhân liên quan khác. 6 tháng đầu năm nay, theo ghi nhận từ hệ thống của công ty an ninh mạng Viettel, có 46 vụ lộ lọt giao bán dữ liệu, 13 triệu bản ghi bị giao bán, hơn 12,3 ghi mã nguồn bị lộ lọt. Trong đó, mã độc đánh cắp thông tin Stealer thường được nhúng trong các phần mềm bẻ khóa, có sự phát triển gia tăng mạnh mẽ. Riêng mã độc này đã đánh cắp hơn 61 triệu bản ghi thông tin đăng nhập của người dùng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Vấn đề liên quan đến nhận thức và những kỹ năng đảm bảo an toàn trên không gian mạng người dùng hiện nay chưa cao. Các cái cuộc tấn công vào các cái tổ chức, các cái đơn vị hiện nay thì cũng tăng cao về cái số lượng cũng như là các cái mức độ phức tạp. Thì bên cạnh đó thì hiện nay thì cái mức độ triển khai các cái giải pháp bảo vệ an toàn thông tin và an ninh dữ liệu của các doanh nghiệp thì chưa đồng đều. Cái nguy cơ thứ ba là nguy cơ đến từ chính những cái nguy cơ trong nội bộ tiến hành trục lợi, mua bán dữ liệu trái phép. Do đó, theo các chuyên gia, về phía các tổ chức doanh nghiệp cần chuẩn bị các phương án phòng thủ, bảo vệ an ninh mạng, giám sát 24/7, kịp thời ngăn chặn các hoạt động tấn công xâm nhập, chiếm đoạt dữ liệu. Là với các cái tổ chức mà có cái lượng dữ liệu lớn, ví dụ như là các công ty viễn thông, ngân hàng, tổ chức giao dịch thương mại điện tử thì cần có sự phân loại, phân lớp và trong đó có những cái dữ liệu tuyệt đối phải không được chia sẻ, có những dữ liệu là được phép chia sẻ theo quy định của pháp luật, có những dữ liệu nào thì được công khai. Rồi mức độ nhạy cảm của các dữ liệu khác nhau thì từ đấy sẽ có những cái đầu tư và có những cái chiến lược để phòng thủ bảo vệ an ninh dữ liệu một cách phù hợp. Tất cả những cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, cho dù là hoạt động về an ninh mạng hay không phải là an ninh mạng, cho dù là có dữ liệu hay không có dữ liệu, tuy nhiên thì chúng ta cần phải có một cái khối thống nhất và được chia sẻ thông tin. Thì các cái thông tin chia sẻ trong khối nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ sớm nhận biết được những cái dấu hiệu, những cái nguy cơ đến từ không gian mạng. Từ đó chúng ta có thể có những cái biện pháp, những cái chiến lược phòng thủ an ninh nó hiệu quả. Vấn nạn lừa đảo trực tuyến hay bùng phát các cuộc gọi quảng cáo tràn lan thời gian qua chính là hệ lụy từ tình trạng dữ liệu cá nhân đã bị lộ lọt, trao đổi công khai một cách mất kiểm soát. Bên cạnh giải pháp về kỹ thuật và nâng cao nhận thức người dùng, thì rất cần chế tài xử phạt đủ sức răn đe nhằm ngăn chặn, giảm thiểu được vấn nạn mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Vâng, để phòng tránh việc bị lộ lọt data trên mạng, bị các đối tượng xấu lợi dụng, người dân cần chủ động phòng chống lộ lọt thông tin bằng cách không cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị tổ chức không uy tín. Đặc biệt, cần nâng cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi email đến từ các địa chỉ không thường xuyên trao đổi làm việc. Không vội tin ngay, kể cả khi có ai đó đọc rõ các thông tin cá nhân của bạn. Tới đây chương trình Chào Quý Mới hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Cách đây 79 năm, ngày 26 tháng 8 năm 1945, một cuộc meeting lớn được tổ chức trên đồi Khao Cà. Hàng ngàn quần chúng nhân dân đến dự ủng hộ Việt Minh, ủng hộ chính quyền cách mạng. Ủy ban cách mạng lâm thời ra mắt đồng bào, tuyên bố khởi nghĩa ở Sơn La hoàn toàn thắng lợi. Từ nay đồng bào các dân tộc được làm chủ bản mường, đất nước. Cách mạng tháng 8 thành công là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất và là bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nước ta. Tại Sơn La, cuộc cách mạng thần thánh đã đập tan ách cai trị hà khắc của thực dân trong suốt 57 năm, trở thành người làm chủ đất nước, quê hương, bản mường, cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no và bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đoàn kết vươn lên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.